thân mến chào bà cô chú và các bạn đã đến kênh Mèo Vlog tháng 7. Hôm nay Hương làm món xương xăm nha. Hồi sáng Hương đi chợ thấy người ta bán lá xương xăm nhìn tươi ngon quá. Mình mua một bó về mình làm nước xương xăm cho nhà uống trong ngày hè nó nóng này nha. Bây giờ mình đặt lá xương xăm nha cả nhà. Xương xăm này mình đặt nước lá già thôi, lá non mình thổi bỏ nha. Lá xương xăm mình lặt xong là dẹp đi rửa nha. Mình bỏ một chút xíu muối vô cho nước là mình rửa xương xăm. Xong rồi mình rửa lại 2-3 nước cho lá xương xăm nó sạch nha cả nhà. Lá xương xăm mình rửa xong rồi nè, mình để thật gáo nước nha. Tiếp theo là mình dò lá xương xăm. Lá xương xăm mình cho vào một cái thau nè. Mình muốn dò lá xương xăm được dai và không tách nước, không bị bọt, mình sử dụng nước ấm ngay đây nha. Mình dùng tay dò nát lá xương xăm ra nha. Lá xương xăm mình dò xong rồi, mình cho vào một cái dây để mình lược cái lá xương xăm như thế này. Lá xương xăm mình lược xong, mình đi bỏ ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng nha. Xương xăm này bỏ đồ lạnh 2 tiếng để lấy ống ánh nhìn được ta. Bây giờ mình cắt ra mình thưởng thức nha. Cho xương xăm vô ly, mình cho thêm đường và đá vô vậy thì là đã có một lưỡi xương xăm mát lạnh mùa hè như thế nào. Hương mời cả nhà dùng một lưỡi xương xăm với Hương nha. Xương xăm của Hương làm xong rồi nè, dai nó mịn mà không bị tách nước cả nhà. Nếu cả nhà thấy video Hương hay thì